Hi, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Trendly Gamer cùng tựa game Lockroot. Rất là lâu rồi thì mới thấy Lockroot có ra một cái bản cập nhật nha các bạn. Tầm khoảng đâu là 3-4 tháng thì mới có một cái bản cập nhật. Thì cập nhật ngày hôm nay là cập nhật 14 hem, vào lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng 3 2021 hem. Thì admin đã cập nhật những gì ở trong đây? Thì đây là những điều mà mình đã nghiên cứu cũng như là khám phá được cùng team của mình hem. Thì đầu tiên là cái nhân vật bán trái quỷ thì không thể thiếu được. Thì các bạn nào mà có kẹo mà tích trữ không xài đó thì chắc chắn là nó sẽ mất. Mình không biết là admin có tự quy đổi cho các bạn cũng như là con nhân vật của các anh em khi mà còn dư kẹo cái gì hay không, thì điều đó là mình không biết. Nhưng mà nếu mà các bạn không hết kẹo rồi đó, thì bây giờ đây các bạn có thể mua trái quỷ bằng cách là Billy hem. Thì đối với mình là một trái quỷ thì là 193.880 Billy. Thì tùy theo cấp độ của mấy bạn thì cái nhân vật này sẽ bán những cái giá khác nhau hem. Thì Bailey của bạn bây giờ có đất dụng võ rồi, và mấy bạn sẽ random ngẫu nhiên ở đây, và 2 giờ thì bạn sẽ random được một lần hem. Thì sau khi mà bạn bấm vào á, mà bạn đã random rồi á, thì nó sẽ hiện ra cái bảng thông báo như thế này là còn 1 tiếng 51 phút nữa. Và cấp độ của mấy bạn á liền lên trong cái đợt update này chỉ có 75 cấp thôi. Thì từ 1450 các bạn sẽ luyện lên là 1525. Vậy là đã full cấp ở trong cái đợt update 14 này rồi hem. Và cái trái quỷ này là lúc nãy mình random ngẫu nhiên ra nè các bạn. Không ra trái nào mà nó lòi ra ngay trái này. Cỡ ra trái Goro đi cho mình đi ải được chứ. Rồi tiếp theo là cái nhân vật hầm hố lầm lố được chôn giấu dưới hầm nha các bạn. Rồi mình chui xuống hầm ha. Đi xuống. Và lúc trước á thì các bạn có nghe qua cái tin đồn Haki đỏ đúng không? Và mình cũng bị dụ, cũng như là Tấn Tài Gaming cũng đã bị dụ, và nhiều anh em khác đã bị dụ. Nhưng mà chính thức ngày hôm nay thì Haki đỏ đã có rồi. Các bạn có thể bỏ cái số Robert ra để các bạn mua cái loại Haki đỏ là đây ha. Đó, là 350 Robert. Thì tùy loại Haki nó sẽ có những cái giá khác nhau nha. Như Haki trên đây thì chỉ có là 88 thôi em. Ở dưới đây xíu 88. Mình thấy là có mấy cái loại dưới đây á là đỉnh cao à. Như chẳng hạn như màu tím nè các bạn. Rồi màu trắng này nè. Màu trắng này bao nhiêu đây ta? 350 đây. Mấy cái loại dưới đây là 350 hem. Mình thấy là có 3 loại 350 nè. Tím, đỏ và trắng. Còn mấy loại ở đây là 88 à. Các bạn có thể mua để thay đổi Haki của các bạn hem, để cho lạ mắt hem. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi qua cái khu vực hòn đảo mới. À mà quên nói nữa nha các bạn, là Haki đó các bạn có thể lụm được giống như là kiếm của Zoro. Mà nói lụm thôi á, các bạn sẽ không bỏ Robert ra các bạn mua, mà các bạn sẽ mua bằng cái điểm tím ở đây hem. Thì mình nghe mấy bạn đồn đại á là 7.500 điểm tím thì các bạn sẽ mua được cái loại Haki đỏ. Nhưng mà ngẫu nhiên nha, nó cũng giống như là tam kiếm của Zoro mà các bạn canh thời gian vậy đó. Thì mình hiện tại mình không biết cái vị trí bam của nhân vật đó đâu, nên là không chỉ các bạn được. Tương lai thì mình sẽ cố gắng tìm ra những vị trí bam của nhân vật đó, rồi sau đó là mình sẽ hướng dẫn mấy bạn hem để lấy Haki đỏ bằng cái điểm tím này mà các bạn có thể farm được trong ải mà không cần phải bỏ Robert ra hem. Còn các bạn có thể bỏ Robert ra để test thử những cái loại Haki khác nhau bằng 88 Robert hem, chứ không phải là màu đỏ hay là màu tím hay là màu trắng. Còn các bạn nào dư giả Robert thì cứ thử ba loại Haki đó, rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo là cái hòn đảo mới. Hòn đảo mới thì nó sẽ nằm ở đây. Bên đây nè các bạn. Và khi mà qua cái hòn đảo mới này đó thì các bạn sẽ chiêm ngưỡng một cái sắc thái, sắc màu vô cùng ảm đạm. Thì tùy vào sự cảm nhận của các bạn thôi. Theo mình cảm nhận thì đảo này thì tương đối đẹp. Nhưng mà có điều á là nó còn nhiều cái chỗ mà nó lỗi đó các bạn, nó bị lỗi công trình á. Lát mình qua mình đi thử cho các bạn coi nè hem. Thì khi bước qua cái đảo này á thì bạn nhìn thấy từ xa thì sẽ thấy một cái đầu lâu hem. Nà. Các bạn liên tưởng đến đảo ai? Đảo của Tứ Hoàng Kaido đúng không các bạn? Nó chứ ai trồng khoai đất này nữa, mô phỏng theo đảo của Tứ Hoàng Kaido hem. Rồi đây. Xuống đây mình sẽ đi mấy chỗ này cho các bạn coi nè. Nó bị lỗi công trình, như là phải lên cao cao xíu nữa. Đó, các bạn thấy không? Bị lỗi công trình nè. Ở đây là có một công trình gì đó ở đây nè.
Nhưng mà do builder build bị ẩn đó các bạn, nên là bị lỗi như vậy ha. Rồi mình không quan tâm đâu. Chỗ này thì các bạn sẽ nhận nhiệm vụ cũng như là set bomb ở bên đây ha. Nhiệm vụ đây thì nó có 1, 2, 3 ha. Nhiệm vụ đầu tiên thì là cấp độ là 1425. Tiền thưởng các bạn nhận được là 12.250 ha. Và điểm kinh nghiệm là 33.500.000. Và nhiệm vụ tiếp theo là 1450. Tiền Bailey các bạn nhận được là 12.500. Và điểm kinh nghiệm mấy bạn nhận được là 33.500.000 ha. Và cuối cùng là cái con boss nha các bạn. Con boss là 1475. Tiền thì cũng y vậy, 12.500. Và điểm kinh nghiệm của bạn sẽ được là 38 triệu ha. Rồi khi mà các bạn đánh boss á, thì bạn sẽ sở hữu được hai cái món bảo vật. Một là cái cây chỉ á, và hai á là cái chìa khóa để giúp các bạn mở khóa được karate người cá V2 ha. Nhưng mà các bạn cần phải đạt yêu cầu là 400 mastery nha. Đây, nhân vật để giúp các bạn up karate người cá V2 đây ha. Bình thường á là admin sẽ giấu một cái xó xỉnh nào đó thì các bạn phải đi rà giày để kiếm đúng không? Kiếm NPC. Nhưng mà bây giờ admin để đây luôn nè. Các bạn chỉ cần có đủ 400 mastery của karate người cá. Rồi sau đó là các bạn sẽ đi kiếm cho anh ta một cái chìa khóa ha. Mình á thì mình kiếm rồi, nên là mình có thể nói chuyện trực tiếp với anh ta được. Đây các bạn thấy chưa, là mình sẽ cần 2 triệu rử và 5.000 điểm tím để mình có thể học được ha. Thì video sau mình sẽ học cho các bạn xem. Còn video này thì mình chỉ review sơ lược xíu thôi. Rồi con boss, bây giờ mình sẽ đi lại chỗ con boss ra đây. Con boss nó sẽ xuất hiện ở bên đây nha các bạn. Đó. Thì sau khi mà đánh bại con boss á, thì các bạn sẽ được cái cây chỉ á, kèm theo là một cái chìa khóa ha. Đây, boss đây. Bác Tô đang đè đầu đè cổ tẩn tẩn cái con boss mềm xương mềm mình. Đây nè, các bạn thấy cây chỉ nó đang cầm không? Đó thì các bạn sẽ đè. Sẽ đè đóng nó như là tẩn nó hem. Đó, sử dụng hết tất cả các chiêu mà mấy bạn có để tẩn cái con boss này. Và mấy bạn sẽ sở hữu được một là cây chĩa này hem. Mình thì không biết đồ gì. Còn hai á là các bạn sẽ được cái chìa khóa hem. Nhưng mà có điều á là con boss này mình thấy nó có một chiêu rất là hay các bạn, là nó có thể triệu hồi. Nó có thể triệu hồi những cái con vua biển ở đây nè. Một lát các bạn thấy nó triệu hồi à. Ê, từ để mình đánh nó coi. Tato hiện tại đang có một trận solo với con boss này ha. Đó. Vua biển do con boss triệu hồi ra nha các bạn. Vua biển này vua biển Frey nha. Không phải là hàng chất lượng cao đâu. Hàng điểu á. Nên là các bạn đang đánh boss là thấy vua biển lên nữa các bạn. Đừng đè đầu đập vua biển nha. Tốn công thôi. Cũng giống như là những cái vũ khí cổ đại mà mấy bạn triệu hồi năm con vua biển vậy. Y chang vậy thôi. Giờ đè tấn con boss nè. Đó. Sử dụng chiêu bắn xuống. Chà. Đào đứng đào nha. Con boss này thì mấy bạn solo vẫn được thôi, mình cứ từ từ. Né ra con. Rồi xong, vừa mới nói dưới câu. Nó quýnh mình lên bờ xuống ruộng luôn. Trời ơi, nó quýnh mình về đây luôn rồi. Rồi không sao cả. Thì mình cũng có một cái trích đoạn nhỏ đánh boss và mình sở hữu được cái cây chỉ á, cũng như là cái chìa khóa cho các bạn xem ha. Thì mấy bạn xem thử. Đây các bạn. Đây là cái thời khắc quy hoàng mà mình sở hữu cái cây chĩa đó ha. Thì một cái trận chiến với cái con boss này, kèm theo những cái đồng đội hỗ trợ mình rất là nhiều, để mình có thể sở hữu được cái cây chĩa đó ha. Tấn công liên hoàn, tấp lia lịa. Tấp chừng nào cho con boss lên bờ xuống ruộng. Còn con quái vật biển nó đứng ngoài nó phun thì kệ nó. Mình ở đây thì cứ có bao nhiêu chiêu mình bam vào bấy nhiêu thôi các bạn. Thì các bạn nào mà muốn sở hữu cái cây chĩa đó nhanh á, thì có thể là sử dụng Robert ra để hồi sinh boss thêm. Thì một lần là 50 Robert. Đó. Cuối cùng mình cũng đã sở hữu được cây cây đinh ba của con boss này rồi hem. Thì nó có hai chiêu thức luôn các bạn. Một chiêu là 150 mastery và một chiêu là 350 mastery.
thì mình sẽ luyện xong rồi sau đó là mình review cho các bạn cũng như là anh em xem hem. Đó là cái cảnh cũng như là một cái phân đoạn nhỏ mà mình đánh con đầu tiên đã sở hữu được rồi. Thì ngày hôm nay thì mình quá là may mắn rồi các bạn à. Và sự may mắn của mình không dừng lại cái chĩa đâu các bạn à. Mình đã đánh được cái chìa khóa rồi hem. Thì khi mà có cái chìa khóa rồi đó thì bạn chỉ cần lại đưa cho nhân vật này. Rồi các bạn bấm ok, đồng ý rồi các kiểu con đà điểu. Nói chuyện xong thì bạn sẽ bỏ 2 triệu rưỡi tiền ra, kèm theo là 5.000 điểm tím để các bạn có thể sở hữu được karate người cá V2 nha. Nhưng mà các bạn cần phải luyện karate người cá Water Kung Fu này lên 400 mastery nha các bạn. Video sau thì mình sẽ nói kỹ hơn, còn video này thì chỉ quảng cáo giới thiệu nhỏ cho các bạn thôi. Đó mấy bạn thấy chưa? Đó là những gì mà update 14 mang lại hem. Thì nếu mà mình còn sơ sót gì thì cũng mong các bạn thông cảm bỏ qua và góp ý mình bên dưới bằng cách là các bạn comment bên dưới hem. Và mình có nghe đồn một cái tin đồn nữa là cái tộc robot đó các bạn, Straight Boy gì đó, mình cũng không đọc tiếng Anh chuẩn nữa, thì cái tộc đó thì các bạn sẽ đánh con Claw để lấy cái cục là Rare Antifact. Rồi sau đó là mình không biết là mình đi đổi ai, thì cái đó chỉ là cái tin đồn thôi, mình không biết là có thật hay không. Thì mình cũng mong là mấy bạn kiểm chứng nó giúp mình, cũng như là mình sẽ cố gắng kiểm chứng cái tin đồn đó hem. Thì nếu là sự thật thì mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn đổi một cái tộc mới trong cái đợt update này. Bye bye các bạn và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.